Vâng, xin chào bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình muốn nói cho bạn nghe đó là mình có làm, nói chung là video này là một video, như bạn đã biết đây là video 1000 ngày sinh tồn, 1000 ngày sinh tồn ở trong thế giới siêu phẳng đó. Và có một điều mình muốn nói rằng đó là mình đã quay cái chủ đề này tổng cộng là 3 lần. Đây, có bằng chứng hăng hoi nha. Đây nha. Đây, như bạn thấy thời gian 3 tiếng 51 phút đồng hồ. Còn cái này nữa, 4 tiếng 44 phút đồng hồ. Tổng cộng là 7 tiếng mấy đồng hồ đó. Còn cái này là mình chỉ nói, còn cái này là mình chỉ nói tào lao thôi đó. Còn cái này là cái đang quay nè, cái đang quay luôn đó. Đó, thì hôm nay mình sẽ xóa cái này. Bởi vì sao mình xóa? Bởi vì đơn giản á là như mình đã nói, mình đã quay cái series này nè, cái series 1000 ngày sinh tồn trong thế giới phẳng á, tổng cộng là 3 lần rồi. Lần thứ nhất chơi dở quá, chết nhiều lần quá, quay lại. Lần thứ hai chơi siêu khó đó. Nhưng mà nói chung là chơi siêu khó nhưng mà đánh trúng một con Iron Golem chạy vô nhà dân làng trốn, bị nó tán cái một chết luôn. Lần thứ ba chính là cái lần hồi nãy, là chính là cái video nãy mà ba tiếng mấy là 4 tiếng mấy mà các bạn vừa mới xem đó. Thì cái đó là lần thứ ba đó. Lần thứ ba này thì mình quay được rồi, mình quay ổn được, không sao cả. Nhưng mà tới lúc mà đem vô để mà chỉnh sửa edit á, thì mình phát hiện ra một điều là mình không biết edit kiểu gì chứ các bạn. Thì mình không biết cách để edit như thế nào chứ các bạn. Bởi vì đơn giản là nó quá dài bạn ơi. Tức là sao? Tức là người ta đó, người như bạn cứ việc lên mạng, lên YouTube bạn sẽ đi chơi Minecraft 100 ngày đúng không? Thì người ta sẽ cắt rất là nhiều, người ta sẽ cắt rất là nhiều. Còn mình thì mình kiểu như nó, còn mình thì mình sẽ chơi kiểu khác, mình sẽ chơi kiểu tua nhanh bạn. Nhưng mà người tính không bằng trời tính bạn. Thì mình quay đúng không? Mình quay được 3 tiếng mấy đồng hồ đúng không? Rồi. Thì tua nhanh thôi. Nhưng mà tua nhanh đúng không? Bật tốc độ nhân 2 lên rồi, nhân 3 lên rồi, thì các bạn biết nó rút ngắn lại còn được nhiêu không? Nó rút ngắn lại được còn 1 tiếng mọi người. Trong khi đó mình sinh tồn chưa được 50 ngày. Mình sinh tồn chưa được 50 ngày nữa mà trong khi đó là tua nhanh mà nó chỉ rút ngắn lại được có 1 tiếng thôi mọi người. Rồi thì vấn đề ở đây là gì? Vấn đề ở đây là những cái video của YouTuber khác á, người ta tầm có 45 phút hay là 30 phút rồi, 30 phút, 45 phút, 53, năm mấy phút á, thì người ta đã đủ 100 ngày. Còn riêng bản thân mình chưa được 40 ngày nữa, chưa đủ 40 ngày nữa bạn. Nhưng mà chỉ là một đoạn nhỏ của cái video thôi, vậy mà nó dài tới 1 tiếng đồng hồ. Thử các bạn xem hay không. Chứ riêng bản thân mình là mình không xem mà đó. Thì các bạn cũng vậy thôi, các bạn không ai rảnh mà đi xem một cái video dài hơn 1 tiếng đồng hồ mà trong khi đó nó không đủ 100 ngày cái đúng không? Để tiêu đề để là 1000 ngày sinh tồn và trong khi đó bước vào thì chưa đủ 50 ngày nữa. Đó. Rồi thì đây thì cái thế giới đó mình cũng đã có làm khá là nhiều bạn. Đây, cái thế giới này của mình nè. Thì mình sẽ xóa thế giới này luôn. Mặc dù cũng hơi tiếc, hơi sót nhưng mà thôi. Bây giờ phải làm lại từ đầu bạn. Chứ cái video đó để vậy hay edit là quá dài mà. Đây bạn, đây là tất cả những gì mà mình làm được. Đó. Trong thời gian qua quay rất là cực luôn bạn, nhưng mà bắt buộc phải xóa bạn ơi. Đây thì nếu như mà bạn nào muốn chơi cái map này của mình thì cái việc ấy, đây có seed nè. Đó, có seed đó. Đó, cái hạt giống thế giới đó, thì các bạn cái việc bấm dừng lại, bạn vô bạn gõ lại chứ không gì cho đó. Thì đây là tất cả những gì mình làm được đó. Đây là mình chuẩn bị mình xem máy farm quái vật nè bạn, nhưng mà thôi cái này kết thúc rồi, được rồi. Ở đây mình sẽ cho bạn xem qua những cái thứ mà mình làm được.
Ở đây là một cái máy farm thịt nè bạn, một cái máy này cái máy farm thịt đó, được chưa? Còn cái này là cái máy farm nông sản, còn cái kia là chỗ ở của tụi dân làng. À, một cái cổng địa ngục rồi. Cái gì nữa nhỉ? Cái chỗ này cũng là chỗ của con dân làng nè bạn, nhưng mà con dân làng đó là một con dân làng đặc biệt. Tại sao mình lại gọi là dân làng đặc biệt? Bởi vì nó có sách made in mà. Nó có sách sửa chữa nha. Đây đồ đạc mình nè đó, thì mình có được 3 viên kim cương nha. Thì các bạn sẽ thắc mắc là tại sao mà có được 3 viên kim cương trong một cái thế giới này, cái thế giới này làm sao mà có kim cương được, đúng không? Thì có bạn, nhưng mà ở trong nhà dân làng, các bạn kiếm trong nhà thợ rèn á, có tỷ lệ nó sẽ có nha, chứ không có gì cho rồi đó. Thì đây là tất cả những gì mà mình có. Đây một đống đá luôn, mình chuẩn bị rất là nhiều đá để mà xây máy farm á, nhưng mà thôi chắc là mình xóa cái map này bỏ rồi, xóa cái thế giới này bỏ luôn, bởi vì đơn giản là nó quá dài bạn, cái video mà mình quay nó quá dài, mình tua nhanh đi á thì nó còn có 1 tiếng mấy, vì 1 tiếng mấy thì thật sự nó cũng quá dài chứ không phải là quá ngắn nữa bạn đó. Thì các bạn, một số bạn sẽ nói là tại sao mày không làm giống như những YouTuber khác, giống như là ừ thì mày thấy nó dài đúng không, thì mày cái việc cái đoạn nào mà thấy quan trọng thì mày cứ việc cắt ra, còn đoạn nào không quan trọng thôi mày cái đoạn nào không quan trọng thôi mày cắt bỏ, đúng không? Đó thì mình cũng muốn lắm bạn, nhưng mà cái điều hay là nhà mình nó ổn bạn, nhà mình không bao giờ được yên ổn chứ, trừ không, nhà mình không bao giờ nó được yên ổn cho ngoại trừ 12 giờ đêm, ngoại trừ 12 giờ đêm. Cho nên thành ra là nguyên cái buổi đó là mình quay từ trưa, từ 12 giờ trưa cho tới tận 7 giờ tối bạn. Không, mình quay từ 12 giờ trưa cho tới tận đâu như 8 9 giờ tối, 7 8 9 giờ tối đó. Nhưng mà trong lúc đó mình không bình luận cái gì cả chân luôn bạn, mình không bình luận một tiếng nào luôn. Bây sao bây giờ nè, nhà có người nói chuyện ta tưởng là mình bị khùng thì người ta sẽ tống khứ mình vô bệnh viện tâm thần đó. Cái đó mới là cái vấn đề. À, thì vậy bây giờ nè, như bạn nghe nó vẫn vẫn ăn rất là ồn ào, không bao giờ mà được yên ổn cả đó. Ok được chưa? Đó thì đây là tất cả những gì mà mình làm được. Đó thì mình sinh tồn được 38 ngày nha. Đó thì cái cách tính ngày ở trong cái game Minecraft này nó hơi là lạ chút bạn, ban đầu mình không hiểu lắm. Tôi nghĩa là như vậy, cái dòng mà thứ thứ năm á, cái dòng thứ năm từ dưới điểm lên đó, các bạn nhìn bên tay trái dòng thứ năm từ dưới điểm lên á có cái chữ là day 38, day 38 có day 38 tức là ngày 38 đó các bạn đó. Thì cái cách tính ngày trong game này hơi lạ một chút đó, tức có nghe cái ngày đầu tiên đó đây nè, để mình thoát ra bạn, mình làm cho bạn dễ hiểu luôn, tại thế giới mới luôn nha. Đó rồi, đây rồi, để khoan khoan để cho nó tạo map cái ui lâu thế ai đúng không đó. Giờ mình bắn ấm F3 nè, thế bạn thấy chữ ngày không, để là ngày không, cái lúc ban đầu mình nhìn cái kiểu ui là sao, ui cái này là phải là ngày 1 chứ tại sao là ngày không. Thì một thời gian sau mình mới hiểu à, cái này là nó tính cái ngày mà mình sinh tồn được. Tức có nghĩa là sao? Tức có nghĩa là hiện tại đúng không? Hiện tại mình đang rất là bình thường đúng không? Mình chưa sinh tồn dữ chân á, đúng không? Trừ khi nào mà tối tới đúng không? Tối qua hết một đêm tối rồi sau đó bình minh dương lên thì nó sẽ tính cho mình là mày đã sống sót được 1 ngày, chứ không phải ngày hôm nay là ngày 1 mà. Thì ngày hôm nay thì các bạn tính sao nó cũng ra được ngày trăm á, chứ nghe là hôm nay là ngày thứ nhất, được chưa? Nhưng mà trong game nó nói không ngày, tức có nghĩa là các bạn chưa sinh tồn được 1 ngày nào hết, vậy thôi à. Đó thì cách tính ngày của nó hơi là lạ chút, cho nên là mình bị bấn loạn bạn. Thì hiện tại bây giờ mình đang suy nghĩ là mình không biết nên tính ngày ở đâu, một là mình tính ngày theo cách của mình, hai là tính ngày theo cách của game đó, đây là một trong 2 lựa chọn. Còn cái thứ còn cái một cái điều thường cái một điều nữa các bạn, đó là thì như bạn biết rồi đó, thì lâu lắc mà đúng không, thì mình cứ nghĩ thời gian đầu thì mình cứ nghĩ là ở sinh tồn 100 ngày á, thì sinh tồn 100 ngày thì nó dễ quá, sinh tồn 100 ngày ô dễ mà, đã thằng nào chả làm được đúng không bạn?
ai cũng làm được chứ á, chứ đều là có thời gian không thôi. Được bạn, mình cứ nghĩ thời gian 100 ngày trong game, ở trong cái game này á nó mau thôi chứ nó không có lâu đâu, tầm lắm thì cùng lắm là 4-5 tiếng là xong rồi. Nhưng mà ai ngờ cái tới lúc mà mình thực hiện vô, mình bắt tay vô mình thực hiện bạn, trời má ơi 7-8 tiếng đồng hồ mà chưa được 50 ngày. Oh my fucking god, trời mẹ ơi. Đó thì đó thì bây giờ là mình đã xóa rồi đó. Bây giờ mình sẽ tạm biệt cái thế giới này của mình nha bạn, đó, tạm biệt nó luôn rồi xong đó. Rồi thì cái đoạn đầu á, cái khúc đầu video mình chỉ nói như thế này, mình để thông báo cho bạn hiểu thôi đó. Mình chỉ nói rằng hay là mình hiện tại mình đang muốn làm cái gì đó như nào ta. À tức là bây giờ á thì mình sẽ vẫn tiếp tục làm cái này lần thứ tư. Lần thứ tư, 1.000 ngày sinh tồn. Nhưng lần này mình sẽ chơi lớn luôn, mình sẽ chơi hardcore đó. Và cái này mình sẽ cố gắng sinh tồn, gắng để mình sẽ cố gắng sinh tồn được 100 ngày đó. Và sau đó mình sẽ cắt ra, thì nói chung là mình sẽ sinh tồn 100 ngày thôi. Nói chung là mình sẽ làm 1.000 ngày, nhưng mình sẽ làm 100 ngày thôi. Tức có nghĩa là sao? Tức có nghĩa là cái series này là 1.000 ngày đúng không? Rồi sinh tồn tới khi nào đủ 1.000 ngày thì thôi. Nhưng mà gộp chung lại thì nó dài quá, cho nên mình sẽ chia ra từng phần. Là 1.000 ngày mình sẽ chia ra mỗi tập là 100 ngày đó, có nghĩa tổng cộng là 10 tập, 10 tập vậy đi đó, đủ 1.000 ngày rồi thôi đó. Chứ gộp chung lại 1.000 ngày, chứ gộp chung lại 1.000 ngày nó dài lắm, cho nên là không được đâu, được chứ đó. Thì hiện tại bây giờ mình đang mở máy quạt ở kế bên, không biết là nó có bị hút vô hay không, mà cho dù hết mà nó có hút vô mong bạn thông cảm nha. Thì thực sự tôi cũng muốn mở máy quạt lắm mà, tại vì cái máy tính này hay là nó bị hút hút cái gió vô đúng không, mà tôi không mở máy quạt thì tôi dễ bị đổ mồ hôi, cái cơ thể tôi nó rất dễ đổ mồ hôi, cho nên là không không mở máy quạt một lúc là trời nó ướt như tắm luôn, mà nó ướt như tắm luôn đó. Thì hiện tại bây giờ là cái lưng tôi nó ướt như tắm luôn nè, không khác gì ướt như tắm luôn. Rồi thì mình chỉ thì cái đoạn đầu này mình chỉ nói đơn giản như vậy thôi, chứ mình không nói gì thêm được nữa đó. Và chúc bạn xem video bạn, chúc bạn xem video vui vẻ. Ơi tốn hết 7-8 tiếng đồng hồ thu lại một kết quả đó là xóa làm lại. Buồn thiệt chứ, buồn ghê luôn. Rồi hiện tại bây giờ là 8 giờ rồi nha, 8 giờ tối rồi, thì mình sẽ không chơi, sáng mai mình mới chơi đó. Vậy thôi, hẹn gặp lại bạn vào sáng mai. Vâng rồi thì mình đã quay trở lại rồi đây bạn, hôm nay là ngày 28, và mình nói thẳng với bạn luôn là mình chết không biết bao nhiêu lần, mình chết tổng cộng là 5 3 4 hoặc là 3 năm, mình chết tổng cộng là 3 4 hoặc là 5 6 lần gì đó. Lần thứ nhất hình như là bị Salam đánh chết nè, rồi lần thứ hai là bị Golem đánh, lần thứ ba là cũng bị Salam đánh luôn sao đó, lần này thì bị Salam giết chết này bạn, trong cái lúc mà đang đi thuần phục một con ngựa để mà đi khám phá những ngôi làng khác, và bị Salam nó đánh chết con Salam khốn nạn đó. Hiện tại bây giờ mình đang rất là bực mình thật luôn bạn, rất bực mình luôn. Bây giờ tổng cộng là 4 giờ chiều rồi, mình quay từ hồi lúc trưa, từ hồi 9 giờ mấy cho tới bây giờ, và mình đã xóa hết tất cả, tốn không biết bao nhiêu thời gian, cuối cùng bị đánh chết một cách lãng xẹt thật sự luôn á. Lần này mình sẽ gọi là sao nhỉ, lần này mình sẽ gọi là chắc mình sẽ sinh tồn thôi bạn, mình sinh tồn thôi, mình không chơi hardcore nữa. Bây giờ đơn giản ha, là rất là mệt rồi bạn, không còn tâm trạng đâu nếu mà chơi hardcore đâu bạn ơi. Mình tính chơi hardcore bây giờ đơn giản, chơi hardcore thì cái tính mình nó sẽ kỹ lưỡng hơn, nhưng mà vẫn không bạn, khốn nạn thật, đôi khi trời tính không bằng người tính bạn. Mình đã cẩn thận lắm luôn rồi vậy mà vẫn bị mấy con quỷ sao làm khốn nạn này nó đánh chết mà, thật không thể nào tin nổi. Rồi xung quanh đây chẳng có ngôi làng nào hết,
xung quanh đây chẳng có một ngôi làng nào cả. What hell? Rồi bây giờ là phải chạy, chạy một hướng nào đó để mà đi tìm. Đây rồi bạn, cuối cùng cũng đã phát hiện được một ngôi làng. À, thì cái thế giới này không được đẹp lắm nha, khởi đầu không được suôn sẻ lắm. Mấy thế giới kìa, mấy cái thế giới kìa kìa, khởi đầu khá là suôn sẻ, nhưng toàn bị chết thàm, không chết xàm, toàn bị chết xàm thôi. Thì rất là khốn nạn mà, không thể nào tưởng tượng nổi. Hai ngôi làng nằm kế bên nhau, tạm được, tạm được thôi chứ không phải là được nữa. Bởi vì đơn giản ha, đa số mình nói được, là toàn đi ngược lại không à. Mình nói ha, à cái này được rồi nha, cuối cùng toàn đi ngược lại ý của mình không à. Nhà này không có gì đâu, đừng vô. Ô, lấy bàn này luôn. Có gì đấy đó bạn ơi. Vì tất cả những cái dụng cụ nào lấy được thì mình lấy hết. Không cần thiết thì mình sẽ lấy ngay, còn nào tầm xào là mình thôi mình bỏ, mình không lấy. À, quên, nhà này có gì đâu. À không, có giường, có giường. Có giường thì lấy giường. À, trên đây chả có gì hết. Trên đây chả có gì đâu. Đây là không, chả có gì cả. Cái thảo này không biết có gì không. À không, không có. Mấy thảm đã tưởng đồ cháu kho báu gì dưới chứ, nhưng mà không, không có bạn ơi. Bây giờ mình sẽ thực hiện một cái kế hoạch như thế này, đó là bây giờ nếu như mà sau khi mà gọi là xây dựng cho mình được một cái chỗ ở gọi là tạm bợ đó, chỗ ở một gọi là một cách tạm bợ có khoa học, tạm bợ có khoa học nữa, tạm bợ có khoa học thì mình sẽ gọi là xây dựng cho mình một cái tiếng phòng thủ, đó là đổ lava đầy xung quanh, mà cho con sờ bất kỳ một con sờ lam nào mà bay vào đánh mình thì chỉ có chết, chết thì chết mà thôi bạn. Bây giờ mình sẽ không còn nhịn bất kỳ một đứa nào nó trên trời, mình mệt lắm luôn rồi, mình sẽ không tha cho bất kỳ con sờ lam nữa chứ. Mình sẽ đặt lava xung quanh cái chỗ đó của mình luôn đó, con nào mà khó, con nào mà có ý định nó bay vào, nhảy vào mà gọi là làm phiền đó thì chỉ có nước là chết thôi, không nói nhiều. Rồi một cái cuốc nè, bây giờ thì chúng ta cần phải đào đá. Đá thì ở đây giờ chỗ dân làng có ha. Rồi mình sẽ đào ngay chỗ của dân làng luôn cho nó gọn mà. Không, thật ra này chỉ có lấy đá từ chỗ dân làng thôi, chúng lấy đá từ đâu được chân rồi á. Rồi cái nhà này là có đồ nè bạn, đó đồ da nha mọi người. Ồ có yên cửi luôn à, được ngon. Chúng ta sẽ thuần phục một con ngựa. Ồ, tiện hơn trong cái việc đó là đi, chúng ta sẽ thuần phục một con ngựa để mà tiện trong cái việc mà là đi đi khám phá nha mọi người. Đó lấy cái vạt luôn đi, cái vạt cũng là một cái nghề của cái con dân làng nha bạn. Vứt cái đống này đi đi, mình ghét cái đống này lắm. Cái đống đó hiện tại bây giờ là không cần thiết, mà cái nào không cần thiết thì cái việc vứt bỏ. Mấy con xà lan đó nó sẽ bom đầy chứ. Rồi mình sẽ mặc cái đống áo giáp này vô nha bạn. Đó rồi có giáp da đỡ, nói chung là có giáp đỡ hơn là không có nha bạn. Đó. Ôi mày tha cho tao đi mày ơi, khốn nạn vừa lờ thì chứ. Rồi ok thì chỗ này thì chắc cũng không có gì đâu. Bây giờ mình sẽ quay, mình sẽ di chuyển qua bên cái làng kia. À hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Anh cô lợn của chúng ta đã giết chết cái con xà lam bự chảng kia rồi. Bây giờ thì mình sẽ xử lý anh cô lợn luôn. Rồi chúng ta đã xử lý xong anh cô lầm rồi, bây giờ là chúng ta cần phải di chuyển qua bên cái làng bên kia thôi bạn. Thành thức ăn mình thì cũng đang bị tụt giảm, chắc mình quay lại cái chỗ cái ruộng lúa kia đi bạn. Hy vọng là nó sẽ có cà rốt cho mình. Cà rốt, cà rốt, cà rốt. Rồi đã no thì bây giờ thì sẽ chạy qua cái làng bên kia các bạn, chuẩn bị lốt đồ tiếp. Hiện tại thì bây giờ thì mình vẫn không, mình vẫn chưa có mầm cây các bạn ơi. Mình đã chặt cây rồi nhưng mà mình vẫn chưa có mầm nào hết đúng không ta? Ờ đúng rồi, mình chưa có cái mầm nào hết bạn. Ai chà, đây sẽ là một cái thử thách khá là khó khăn, bởi chúng ta vẫn chưa có cái mầm nào hết và chúng ta vẫn còn bị thiếu đá và thiếu gỗ rất là nhiều. Và cái lũ này nó bám dai như đĩa nha. Mấy con nhỏ thì bạn đừng lo, mấy con lớn các bạn nên lo ngại cho mấy con lớn kìa. Mấy con lớn mới là mấy con khó chịu nhất.
À, mình sẽ lấy đồ của mấy anh này. Cái nhà sách đó thì chỉ ngoài sách ra thì chẳng còn gì đâu bạn ơi. Ở đây chúng ta có một cái nhà thờ. Rồi, sẽ lấy cái này. Rồi mình đi lên mình lấy đá của cái nhà thờ này một ít luôn. Mình có một cái thắc mắc đó là tại sao mấy con xà lan nó không đánh mấy con dân làng mà nhỉ? Mà coi thôi chạy đi. Nó mà đánh dân làng mình lấy dân làng đâu đó mà mình dùng, đúng không? Nó mà đánh dân làng thôi mình đủ, cũng đủ mệt đó. Kiếm được một cái làng rất là khó khăn nữa mà. Thật ra kiếm cái làng trong cái thế giới này nó cũng không có khó khăn lắm. Nhưng mà thôi. Dù sao kiếm được một cái làng đó, nó gọi là nó cũng phải đi rất là xa các bạn. Đi rất là xa chứ không phải là ít đâu. Mày muốn cái gì hả? Mày muốn cái gì? Mày muốn cái gì hả? 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 Rồi mấy con nhỏ kệ bà đi. Mấy con nhỏ thì bạn đừng quan tâm. Mày giỡn mặt khốn nạn bố láo. Mày bố láo với tao không? Tao bực đi lắm rồi. Bây giờ hay gặp con nào là giết con đó. Giết xong tao chạy. Ngu dại tao đứng đúng không? Giết xong là chạy ngu dại gì đứng. Thì cũng đã gần tối rồi bạn ơi. Nhưng mà mình vẫn chưa thế nào mà gọi là tìm hết đủ hết tất cả những nguyên liệu mà mình cần bạn. Nguyên liệu mình cần không chỉ là gỗ đâu mà nó còn là mà nó còn có đá nè, sắt nữa nè, rồi solar nữa đó. Không có solar ba chứ các bạn rất là khó sống trong thế giới này nha. Trời sắp tối rồi, chuẩn bị qua ngày một rồi, chạy đi. Qua ngày một thì càng nhanh chứ sao, bởi vì mình sinh tồn tới 1.000 ngày đâu mà. Một ngày trôi qua càng nhanh càng dễ sinh tồn chứ sao, càng mau càng nhanh nhanh hết series đó càng dễ. Ồ, cái cây này cây nó rụng rồi bạn, cây này cây nó rụng rồi, vậy chúng ta có thể lấy được mầm cây rồi, hai cái mầm luôn. À, ngon, lấy được hai mầm luôn rồi. Rồi bây giờ thì con golem đâu nhỉ? Mình phải cần phải giết cái con golem đó. Nếu như mình không giết cái con golem đó thì mình không có đủ sắt để mà dùng bạn. Rồi chuẩn bị qua ngày thứ hai nè. Rồi chúng ta đã sang được ngày thứ hai, chúng ta đã sang được ngày thứ hai nhưng mà anh golem của chúng ta đâu mất tích rồi, hay là bị đánh chết mất tiêu rồi ta? Ồ đúng rồi, anh golem của chúng ta bị đánh chết rồi bạn ơi. Đó. Anh golem của chúng ta đã hy sinh rồi. Thật buồn bã cho anh ấy quá, mà thôi kệ luôn đi đúng không? Anh ấy chết cho phải mình chết đâu mà mình sợ đúng không? Mà cái vấn đề đây là mình không có ngựa bạn ơi. Mình cần phải có một con ngựa, bởi vì hiện tại là cái thức ăn của mình nó rất là khan hiếm, mà mình không có ngựa nữa thì mình làm sao mà mình di chuyển một cách dễ dàng được trong thế giới này chứ? Đây là hướng hướng gì nha? À không, đây là đây một. À thì mình nói với bạn luôn đó là mình sẽ tính cái ngày nha, tính cái ngày sinh tồn theo game luôn nha các bạn. À, chứ mình tính theo cách của mình nó bị để mình tính theo cách của mình thì nó mất công nó bị lẫn lộn kia mệt mỏi lắm. Đó thì bây giờ hiện tại game thì để là ngày 1 thì mình sẽ gọi đây là ngày 1 luôn đi, còn ngày hôm qua là ngày không đúng không? Ngày hôm qua ngày không thì mình sẽ để ngày không vậy thôi. Đây là hướng này là hướng hướng bắc nè, này là hướng đông nè. Trời má ơi sao mà nó nghiệt ngã vậy, sao mà nó cho tôi ở ngay một cái ngôi làng cùi mía như thế này không có một cái lò rèn nào luôn mà lại còn xa xôi nữa chứ. Một hồi lặn lội đường xá xa xôi thì mình cuối cùng cũng đã phát hiện ra một con làng mới rồi bạn. Đây đó, có nhà là có nhà của thợ rèn không nè, ngon. Bây giờ chúng ta cần phải bước tới đó nhanh càng tốt bạn. Rồi ok, nhà mình nó bắt đầu nó mưa ha, cho nên cái là sẽ có tiếng mưa nó hút vào. Và nếu như mà tiếng mưa nó hút vào thì mong bạn thông cảm nha. Rồi ok, chúng ta đã có nhà lò rèn chỗ nào. Oh my god, kim cương. Đây, ngon. À, kiếm sắt à. Được, hai cái kiếm sắt luôn. Rồi tụi bay chết tụi bay với tao, mấy cái thằng khốn nạn. À, không, mấy con xà lam khốn nạn mất dạy khốn kiếp, tao sẽ cho mày thấy lệ rơi là như thế nào. Rồi à, mình sẽ à, chúng ta có 6 sắt, 6 sắt mình sẽ làm hai cái xô luôn nha. Tất cả sắt trong cái thế giới này mình sẽ dùng để làm xô hết luôn bạn. Đây một cái hai cái, rồi chúng ta tổng cộng là có 8 cái hắc diện thạch. 8 cái hắc diện thạch thì chúng ta cần thêm hai cái nữa, hai cái hắc diện thạch để mà làm được một cổng địa ngục. Và muốn có hắc diện thạch thì chúng ta phải có xô lava. Rồi chứ bây giờ mình đã có 2 xô rồi đó, thì cần mình cần thêm một xô nữa để mà kích hoạt cổng bạn đó. Hiện tại bây giờ trong thế giới này chúng ta không có bật lửa nha, bật lửa là công thức là một cái sỏi là một cái sắt
nhưng mà bây giờ mình có sắt à chứ mình không có sỏi, cho nên là bắt buộc mình phải chơi cái chiêu đó là cho lava nó đốt cái gỗ hoặc là lá hoặc là như thế nào, nói chung là những cái vật dễ cháy đó, để mà nó kích hoạt cái cổng anh. Rồi xin lỗi anh Gulen, em phải giết anh thôi. Rồi anh Gulen anh ấy đã chết rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống với lại những cái viên đá này. Viên đá này rất quý giá nha, không tiện thì mình sẽ lấy thêm một ít đá nữa luôn đó, để có gì chúng ta còn làm đồ này đồ kia nữa chứ. Đó. Rồi táo à, rồi được, táo cũng khá là cần bạn. Táo thì mình sẽ làm táo vàng, bông hoa này vứt đi, bông hoa vứt này. Thôi, cái xà lan này biến giùm cái đi, xà lan nó biến giùm cái đi. Cái xà lan đó là cái thứ mà phải gọi là các bạn nên vứt bỏ bất cứ lúc nào. Bây giờ đang giãn cái thế giới này, cái tụi xà lan nó spawn ra rất là nhiều các bạn, cho nên là các bạn đừng có lo việc mà thiếu xà lan hoặc là không có xà lan để mà dùng nha, đừng có nghĩ tới chuyện đó. Ở đây hai xà lan bao la, nó thẳng câu là chuyện à. Mất dạy mày, thằng nhỏ đi ra coi à, mất dạy với tao hả? Đâu muốn gì, muốn gì, muốn gì hả? Rồi á, xong nha, một em dám cản đường anh hả? Sao 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 hả? Sao sao muốn sao, muốn sao hả? Muốn nạn không hả? Mày muốn tao, tao bực lắm rồi, tao bực tụi bay lắm rồi, từ nãy tới giờ hay là tốn hết biết bao nhiêu thời gian của tao. Ôi mưa lớn rồi các bạn ơi, bây giờ mình không thể nào còn nghe thấy tiếng game được nữa, mình hết nghe thấy tiếng game mà bạn ơi. Cái con ngựa đó thần phục hoài mà thần phục con đường bay, con ngựa đó nó thần phục hoài mà thần phục con đường, cho nên là mình bỏ nó luôn ha. Đó, cái con với lại không phải là mình bỏ nó mà là tại có con xà lam bạn, có con xà lam nó chạy tới nó đánh mình, cho nên cho mình phải bỏ chạy thôi, nhưng mà không thể nào mình ở lâu được. Mà không hiểu tại sao cái con ngựa đó nó khó khăn thế nhỉ, thần phục nó thôi cũng lâu nữa. Rồi mình sẽ lấy đồ hết của tụi này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ thuần phục nó lại thêm một lần nữa các bạn, lần này mà thuần phục nó không được nữa thôi mình sẽ bỏ luôn. Ô dạy da nè, cút đi, ô ô ô ô ô ô ôi thiệt tình chứ, mấy con xà lan nó vô nó phá hoài bạn ơi. Thôi kệ bà đi, bỏ luôn đi, vứt cái này đi, cái dạy da đó ai cần. Rồi, bây giờ mình sẽ vứt một số thứ ra luôn nha. Giày da nè, vứt luôn. Mấy cái nào mà hiện tại giờ mình không dùng á, mình cái gì vứt bỏ đi, đừng có dùng tới. Ôi, thiệt tình, cái khốn nạn thật chứ. Mấy con xe lam đó, nó cũng phá mình hoài bạn ơi. Mà con ngựa nó cũng khó khăn lắm bạn. Con ngựa đó mình thuộc phục nó hoài, nó không chịu đi bạn. Đúng rồi, ai gần lâm, đánh nó đi. Đúng rồi, đánh nó đi, đánh chết tụi nó đi, đánh nó đi à. Tụi này cái gì muốn về à, có con ngựa các bạn ơi, hay quá, bỗng nhờ hả đi ra chỗ khác à, quên, hay là mình phải cho nó ăn lúa ta, hay là mình phải cho cái tụi này nó ăn lúa thì nó mới chịu đi theo mình được. Đó là mình sẽ cố gắng mình kiếm lúa thôi, ù hết một ngày nữa các bạn ơi. Ồ, ở đây có đồ khá là giá trị nè. Bước cái này đi. Đó. Rồi. Cho em ngủ cái đen ơi. Ô, mình nhận ra một điều đặc biệt đó là cái làng này không có ruộng bạn ơi. Cái làng này nó không có ruộng. What the hell? Làng gì đâu mà không có ruộng? What the hell? Làng này là thời đại có tiên tiến mà. Làng này là thời đại công nghiệp nha. Làng này chỉ làm nghề công nghiệp thôi chứ không làm nghề nông nghiệp nha. Nông nghiệp nó đối với làng này là xưa rồi, làng này chỉ làm nghề công nghiệp mà thôi, kinh dị thật sự. Thôi tụi nó không chịu đi theo mình nữa bạn ơi, thì thôi mình bỏ tụi nó luôn bạn. Rồi bây giờ mình vẫn còn lẻ loi một mình đây, mình tính tìm một con ngựa để mà mình cùng nó đồng hành với bạn mà thôi. Bây giờ thì tụi nó hình như là mình phải cho nó ăn lúa một cái rồi sau đó mình mới thuần phục nó được bạn ơi.
Bây giờ hiện tại mình không có lúa rồi, chắc cái làng bên kia có bạn. Mình nghĩ cái làng bên kia có. Ồ, hình quá có kìa. Cái làng bên kia có bạn ơi. Đây vẫn tiếp tục là một cái làng nhỏ và nó không có lúa. What the hell, cái gì vậy? Đùa nhau à, giỡn mặt mày. Mày biết tao chạy đi chạy lại rất là cực không? Mà tụi bay không cho nổi tao một hạt lúa à. Không biết có con dân làng nào làm nghề nông không nhỉ? Có con dân làng nào làm nghề nông mình hay quá trời luôn, mình sẽ trao đổi với nó. Ủa sao đây toàn dân làng ngu không vậy? Mấy con dân làng mà áo màu xanh xanh đó là dân làng ngu hả? Ủa cái làng này chả có gì hết bạn ơi. Ngoài mấy cái nhà, mình đã quay lại cho là cái làng cũ. Thì mình nhìn cái làng bên kia thì mình thấy sao nhỉ? Mình thấy nó kiểu như là một cái làng mình đã đi rồi bạn. Cái làng nó kiểu như là cái làng cũ mình đi đi rồi á, nhưng mà mình cứ có cảm giác là hình như cái làng đó mình chưa đi bạn. Vì cái mình tìm được cái làng này á là mình phải đi một đoạn rất là xa bạn, rất là xa luôn. Nhưng mà mình đang nghe mình không biết là cái làng bên đó là một cái làng mới hay là một cái làng mà hay là một cái làng cũ mình đi đi rồi bạn. Đấy, bên kia là một cái nè, còn bên đây là một cái nữa nè. Rồi, anh ấy đã chết. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống thôi. Thề luôn nha. Mấy cái tập trước thì mình tìm được lúa khá là dễ. Còn tập này thì kiểu như nó sao sao. Ờ, đúng rồi. Cái nhà, cái làng này mình đi rồi bạn ơi. Có con người trắng nè. Thôi, vậy là bây giờ tôi phải tốn một lượng thức ăn cực kỳ khủng khiếp nữa để mà tôi gọi là gì, tìm một ngôi làng mới hả? Ôi mẹ ơi, vãi nồi vậy. Thôi mình nghĩ là mình sẽ sống đây luôn nha bạn, định cư đi luôn. Bởi vì đơn giản giờ là mình không còn thức ăn nữa, mình hết khả năng di chuyển rồi, mình không còn khả năng di chuyển nữa bạn ơi. Ồ, mình vừa mới phát hiện ra một cái gương mới các bạn ơi, một gương mới trong cái làng này à, có emerald à, được ngon. Ồ, mưa càng ngày càng lớn bạn ơi, mưa lớn kinh khủng. Rồi, tình hình là mình đang chuẩn bị đồ để mà mình nguyên liệu chứ lộn, mình đang chuẩn bị nguyên liệu để mà mình xây cho mình một cái chỗ ở đàng hoàng, nhưng mà mình bị cái con xà lan này dây đây, nhưng mà mình sẽ xử lý nó rồi à, xử lý nó luôn nè à. Ở đây chúng ta có cái cây này, chúng ta sẽ đốn cái cây này luôn. Đúng cây, nhanh lên nhanh lên. Tối rồi kìa. Không cậy tối có sao. Tối mình đi ngủ. Oh fuck. À mình quên nói cho bạn biết luôn đó là YouTube á. Cái này lâu rồi nha. YouTube á nó có gửi cho mình cái gì ta, một cái email nói là bây giờ á những cái người mà quay video như mình nè, chứ là những cái YouTuber như mình nè, có phép có quyền được chửi thề các bạn. Có nghĩa là được phép chửi thề nhưng mà ở mức độ trung bình thôi. Tức có nghĩa là sao? Tức có nghĩa là chửi thề nhưng mà ở mức độ gọi là ha, là chấp nhận được. Cái nào mà quá thì gọi là ha, là ở mức độ là dễ và trung bình, chứ không được mà hơi quá nha bạn. Cao quá thì nó sẽ không cho đó. Nhưng mà cái đó thì thông báo giờ thì còn ý nghĩa gì đâu, bởi vì đơn giản là mình dự định là sẽ trong vòng 1-2 năm nữa mình sẽ không làm YouTube nữa rồi, đúng không? Thật sự là không phải là không làm mà là ý là mình sẽ giảm bớt đi, chứ mình không có gọi là làm thường xuyên như lúc trước nữa thôi đó. Cho nên là đối với mình bây giờ cái thông báo đó hoàn toàn vô nghĩa, chả có gì để gọi là luyến tiếc cuộc đời các bạn. Chả có gì phải gọi là luyến tiếc cuộc đời nữa cả. Ây à, đồ nhiều quá rồi giờ sao? Rồi mình sẽ ném cái này đi đi, ném cái này ra rồi mình sẽ đi ra ngoài mình nhặt ba cái này đi đó. Mình sẽ nhặt mấy cái oh shit, cái gì vậy? Mẹ mày khốn nạn này à, khốn nạn lũ này đang chuẩn bị đồ đạc mà tao xây phòng thủ căn cứ của nguyên với tụi mày đó hả? Trời bấn loạn luôn bạn, hết biết đường nữa mà sờ 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 hết biết đường nữa mà chuẩn bị luôn mày. Ok, bây giờ mình sẽ xây luôn cho mình một cái căn cứ luôn bạn. Bây giờ có bao nhiêu là xây bấy nhiêu đi đó. Nói chung là bây giờ mình đã làm cho mình rất nhiều hàng rào các bạn, cho nên bây giờ mình sẽ xây một cái gì nhỉ,
một cái chỗ ở tạm tạm thời đó. Ông cho xem mình cho mình một chỗ ở luôn, ở luôn ở trong đây, ở ở tạm thời nữa. Rồi vậy đây rồi mình sẽ xây nó thành một cái hình vuông các bạn đó. Ok bạn ơi, thì trong lúc mà mình đang thu thập nguyên liệu á thì mình thấy có một anh con Iron Golem mới xuất hiện, một anh con Iron Golem mới luôn nè, nguyên vẹn luôn xuất hiện đó, thì mình mới biết rằng anh kia chết rồi, anh này mới xuất hiện à. Thì ta ra mình tranh thủ mình đi ra mình giặt xác qua ảnh đó. Bây giờ thì mình tiếp tục công việc của mình thôi, đó là làm hàng rào các bạn đó, chứ không có gì đâu. Mà hên rồi nãy lúc nè, hồi nãy là có con slime cho nó đánh mình còn có nửa giọt mà, còn có một tim các bạn, còn có một tim luôn, đúng còn có một tim luôn. Nhưng mà hên mình chạy kịp chứ không mình toi vậy, đúng không, mình chạy kịp chứ không mình toàn các bạn. Tuy là mình chơi bình thường nhưng mà mình sẽ cố gắng mình không chết nha bạn, để mà kiểu như là luyện tập á, mà luyện tập để chơi hardcore chứ không có gì đâu. Một ngày nữa là chơi qua rồi rồi à, đây là hôm nay là ngày 3. Ok, ngày 3 thì ngày 3 sợ gì, một ngày cho qua nữa thì ngủ đi đâu, ngủ gì cho mau qua ngày thôi. Vừa mới ngủ vậy mình mới vừa ngủ dậy nha, ngủ dậy trong game mới không phải ngủ dậy ngoài đời nha mấy cha đó. Em mất công ông nó ui ủa mày 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 ủa ông đi ngủ hả, đồ cái thứ đồ không có nha, tôi mới ngủ dậy nhưng mà ngủ dậy trong game cơ đó. Đó bây giờ mình sẽ đặt ra những cái hàng rào như thế này nha đó. Mình sẽ đặt cho tới khi còn một cái thôi. Ui cái gì vậy, ô no no no, má tao xây nhà cửa thì cũng yên với tụi mày nữa. Con xà lam khốn nạn này, chết đi đúng rồi. Nội cha nó tình chứ, mình xây nhà thì cũng yên với nó mà. Không ông mình tới nó là cái hàng rào thôi chứ không phải là cái con xà lam. Rồi rồi, 5 4 3 2 rồi. Mình sẽ chừa là mò, mình sẽ quay ra một cái như thế này đó. Không, con này kệ bà đi bà, cái con nhỏ nhỏ đó kệ bà đi, con nhỏ đó nó không quýnh mình được rồi, thôi quýnh nó luôn đi bởi vì nó gây phiền quá. Ây da, thằng kia có một con siêu bự, có một con slime siêu bự, cái nút này nó bị liệt luôn gì rồi trời ơi, thôi mẹ bị liệt hả. Ê, thôi 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 thôi, em xin mày lao liu lao cả chó hả mày. Rồi hư nha, không được làm thế nha, lần sau bỏ đi chưa, mình đã xây xong rồi đó bạn đó. Bây giờ mình sẽ đục một cái lỗ ở đây đó, mình sẽ gắn hai cái cửa này vào đó, hợp lý liền đó. Rồi mình sẽ đặt một cái bàn chế tạo ở đây, mình sẽ đem đồ mình ra đó, mình sẽ đem đồ tất cả những cái đồ gì mà mình có đem ra đó. Thì còn hai cái món đồ nữa bạn, còn hai món đồ nữa mình đặt trong nhà dân làng kìa, bây giờ dạ không còn chỗ bạn, không còn chỗ để luôn, không còn chỗ luôn, quá chật chội đồ đạc thì quá chật chội, cho nên ra không còn chỗ để, mình bắt buộc phải để trong nhà tụi nó để mà mình đi tìm nguyên liệu thôi bạn ơi. Đó, đặt gương ngay nè, đó, đặt gương ngay đàng hoàng nha, để này lên đây đi. Rồi cái bục sắt này chắc mình cất đi bạn ơi, bục sắt này mình cất đi. Còn cái này mình sẽ bỏ này vô, mình sẽ nung một miếng khoai tây đi, rồi mình ăn bạn ơi. Bây giờ mình sẽ làm cho mình một cái có máy farm đá bạn, để mà chúng ta có một số để mà chúng ta có đồ để mà chúng ta dùng. Rồi mình sẽ đi lấy nước nha bạn, mình sẽ phải để một cái xô lava đây đi. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua một cái làng nào đó để mà mình có cái ruộng để mà mình lấy nước về bạn ơi. Cái làng này thì không có ruộng rồi, trời ơi cái gì vậy, what the fuck, nó spawn trong nhà tôi luôn à, what the hell, cho mẹ nó bao nhiêu,
xuất hiện trong nhà luôn kìa. Ủa, nhớ mấy đợt chứ sinh tồn nó có là trời, kỳ vậy. What the hell? Ôi, game ơi là game mà giết tao luôn rồi. Khốn nạn game này chứ. Ờ, tôi nói thiệt với mong nha. Hồi nãy tôi chơi ngu đúng không? Tôi đổ một xô lava, đúng là tôi phải đổ cả hai xô mới đúng. Bây giờ nó nhận á, nhưng mà tôi đổ một xô á, không, nãy đúng là phải đổ hai xô mới đúng. Bây giờ hồi nãy lúc nãy mình đổ con xô à, mà trong khi đó mình cần phải làm nước vô hạn mà, không, mình cần phải làm nước vô tận mà, nước vô tận nó cần phải tới có hai cái xô, đâu mà múc múc hai cái giò hai cái nguồn nước á, đó. Chúng ta cần phải có múc vậy nè đó. Nhưng mà nãy mình không biết mình quên bạn, mình đổ có một xô lava đó, là mình thế là mình phải chạy qua chạy lại tổng cộng là hai lần để mà đi múc nước. Trời má anh, nó xa vậy. Rồi bây giờ thì chúng ta đã có được nguồn nước vô tận, mình phải ngủ bạn ơi, không ngủ là quái nó spawn ra ngay tại chỗ này luôn á. Tuy là cái chỗ mình nó cũng khá là an toàn rồi nhưng mà không hiểu tại sao mấy con này nó vẫn ở đây được nha. Không biết tại sao mấy con này nó vẫn có thể ở đây mình rất là bình thường yên mã luôn á. Một cái này mình không biết là do tụi nó spawn hay là hay là tụi nó nhảy vào được nữa. Thôi chết hết đi. Rồi, giết mấy con này bằng lava rất là hiệu quả nha bạn. Mình dọn xong cái đống này rồi. Đó, thì theo như mình thấy á, là nếu như mà chúng ta trồng ruộng á thì mấy cái con này nó sẽ không spawn các bạn ơi. Mình tính là mình chỉ trồng ruộng trong vòng một thời gian thôi, thì sau đó mình sẽ gọi là cho ta chuyển qua để mà gọi là làm mấy farm nông sản bạn, làm mấy farm cho nó nhanh bạn ơi. Chờ chưa gì spawn ra nữa kìa. Chết rồi, không được rồi. Cái tụi này nguy hiểm quá. Mà nó thấy cái hàng rào này quá lớn chăng, cho nên là tụi nó có thể tha hồ mà spawn ra bất cứ lúc nào mà tụi nó thích. Thôi bây giờ mình đang bị thiếu đồ rất là nhiều các bạn, mình thiếu đủ thứ chứ. Mình thiếu thiếu gỗ nè, thiếu đá nè. Trời ơi, cái ngày vậy nó khổ dữ trời. Rồi múc một xô đi. Cái này nè. Múc cái xô này vô để không phải là nó mất. Đó, rồi mình sẽ đào ra như thế này. Đó. Mình sẽ đào một lỗ đây luôn. Đó. Thì chúng ta phải sớm, chúng ta phải giải quyết cái đống này cho xong thôi bạn ơi, chứ mình không nào mà mình để cho tụi nó hoành hà tắc quái vậy được, quá nguy hiểm. XCSEG quá nguy hiểm. Đâu để xem có gì quý giá nữa không. Đây sẽ là nơi đựng chứa đựng những thứ quý giá nha. Rồi cái này để đây luôn đi. Rồi rồi tụi nó xuất hiện nhóc luôn kìa. Trà heo, cái gì vậy? Trời mẹ ơi, cái gì vậy? What the hell? Mình sẽ làm cho mình một cái cuốc nè. Mình mới đi đây sao ta? Phá nhà của con dân làng đó mà mình đi làm cuốc các bạn. Đây. Đây rồi, đó. Chúng ta có cuốc rồi. Xô đâu? Xô đâu? Đúng rồi, xô. Chúng ta cần xô. Cuốc nước ở đây. Lava đâu? Không, đừng tránh xa tao ra, khốn nạn. Mình phải né cái máy băm đá mình ra được. Đúng rồi, chết đi con, chết đi đủ khốn nạn. Hay lắm, hay quá bạn ơi. Đó. Bây giờ thì mình sẽ giải quyết cái tụi này càng nhanh càng tốt bạn. Để giải quyết xong tụi này các bạn, bây giờ chúng ta cần phải thực hiện cái công việc đó là đào đất bạn. Đi ra đào đất nhanh con người đã. Đây điểm này đó. Chúng ta phải xác định được cái điểm cần phải đổ nước rồi. Bây giờ mình sẽ cuốc tung hết chỗ này lên để cho tụi nó không còn spam spawn nữa bạn ơi. Tại vì cái chỗ này nó rộng quá bạn, cái chỗ kia thì nó rộng quá, nó một bên thì rộng quá, một bên nói chung cái chỗ này nó rộng quá. Miễn là mình chỉ cần đi xa xa một xíu thôi là tụi nó sẽ spawn ra, tụi nó sẽ spawn ra trong một đống luôn á. Mày thích dung nham không? Để tôi cho mày miếng dung nham này. Đó, chết nha, chết liền cho anh, không được sống. Đúng rồi. Á, khốn nạn mấy con này. Ủa rồi, tôi ghét nó dữ lắm luôn rồi đó. Từ nay vì sao ta, cái con mà tôi ghét nhất là cái con salam đó.
những cái con mà mình nói họ là mình ghét, từ nay là hai cái con đó đó, cái con đó đó nha, cái con Salam đó, nó sẽ được liệt kê vào danh sách là những con vật mà mình ghét nhất ở trong Minecraft. Con vật mà mình ghét nhất ở trong Minecraft á, từ đó giờ chỉ có một con thôi bạn, đó là gì ta, không có rất có nhiều con lắm, nhưng mà cái con mà mình ghét nhất đó, là cái con mà Salam mắt ma bạn, cái con mà Salam á, Salam nhưng mà nó ở dưới địa ngục bạn, cái con Salam mắt ma đó. Nhưng mà bây giờ mình có đối tượng mới nè, mình có thêm một đối tượng nữa là cái con Salam, hai con vật mà mình ghét nhất, một con Salam mắt ma, hai con này đó. Cả hai con đều như nhau luôn các bạn, mình đều ghét như nhau luôn, không con nào ghét nhiều, không con nào ghét ít hết, con nào mình cũng ghét hết. Ui mình bị khan hiếm đồ ăn quá các bạn ơi, chết mình rồi, chết mình rồi, chết mình rồi, mình bị khan hiếm đồ ăn quá trời rồi. Nhưng mà không giải quyết tình trạng này sớm chắc có thể là mình sẽ chết gì, mình sẽ chết gì đó. Mấy cái video chết chết rất là xàm mà, chết gì bị một phút không cẩn thận bị slam đánh, con này là chết gì đó, trời, chết này nó còn xàm hơn mấy chết trước nữa. Mấy cái chết không không đáng có đâu. Những cái chết là những cái chết không đáng có thẳng câu là những chết mình là những cái chết không đáng có. Hay lắm, nếu chúng ta cuốc những cái miếng đất này lên thì tụi Slam nó sẽ không spawn ra, đi ra khỏi cái ruộng của tao. Thằng khốn nạn. Bú láng. Và bây giờ chúng ta còn phải triển khai tốc độ lên bạn ơi, không không được rồi, cho thời gian rồi. Bây giờ thì cần diệt hết cái đống này bạn, chứ nếu không là nó sẽ gọi là sao nhỉ, đi tới nhà mình và làm cho nhà mình tan hoang hết. Chết rồi, đói nữa rồi, what the hell, ngủ đi. Vẫn chưa ngủ được, mình không dám ăn táo bạn, bởi vì táo mình để dành bạn, mình để dành để mà mình làm táo vàng, thôi kệ dùng ăn luôn đi. Bây giờ mình có vườn cây đây, mình không còn sợ nữa, rồi đi, táo thôi mà, chỉ là táo thôi mà, có gì đâu, cố gắng lên 1.000 ngày trong đó mình thức dậy bạn ơi. Bây giờ mình phải diệt hết cái đống này. Tại sao mày lại vào nhà của tao, tao đâu có làm gì tụi mày đâu, đúng không? Tại sao mày lại vào nhà của tao, đúng không? Đó không chết đi các em, chết đi em ơi, chết đi em ơi. Đó. Mình nghĩ là mình nên làm một cái xẻng bạn ơi, làm cái xẻng mà cái như là gọi là sao nhỉ, gọi là làm cho cái đất nó biến dạng á, để mà tụi này nó không spawn ra nữa. Ê, mình đã làm cho nó bị cái đất này nó biến thành vậy nè, và hy vọng là sẽ không có con Slam nào spawn ra nữa ha. Đó. Mà mình nghĩ là nên làm cho nó biến dạng thêm một chút nữa đi, rồi sau đó thì cái tụi này nó không không spawn nữa. Mình đã làm cho nó kiểu như là gọng nó một chút rồi bạn, đó mình sẽ làm biến dị cho nó gọng một chút này, hy vọng là nó sẽ không spawn nữa nha. Ngày 6 thì mình sẽ cố gắng farm đá bạn ơi. Bây giờ mình sẽ trồng cái đám cây này, rồi sau đó mình sẽ đi farm đá. Mình sẽ dành ra 2 ngày để farm đá nha. Cái ruộng là mình vẫn còn chưa làm xong nữa bạn ơi. Cho nên là bây giờ mình sẽ làm cho cái ruộng này nó xong một cái nữa, rồi sau đó mình mới farm đá được bạn ơi. Ây da, nhiều công việc dữ ạ. What the hell? Đùa nhau à? Đã làm như thế rồi mà tụi nó vẫn spawn ra được bạn. What the fuck cái gì vậy trời? Giống mặt nhau à? Rồi bây giờ mình trồng cái hạt giống lúa xuống nè. Rồi bây giờ thì chúng ta chỉ có nhiêu đó thôi, thì chúng ta sẽ trồng bấy nhiêu. Chúng ta có bao nhiêu chúng ta sẽ trồng bấy nhiêu nha. Không có bột xương bạn ơi, mình vẫn chưa thể nào làm máy farm quá vật được. Bởi vì bây giờ mình cần phải farm đá cái đã. Nhưng mà farm đá thì mình không yên tâm để mà farm lắm, bây giờ nhãn là mấy con này nó cứ nhảy qua nhảy lại hoài sao mình farm được. Đây. Con này nó cứ nhảy qua nhảy lại hoài sao mình farm được mà. Thì chắc là mình phải làm cho nó cái bề mặt đó là nó biến dị, nó cái bề mặt đất đó nó biến dạng toàn bộ luôn mà, thì mai ra mình nó mới không spawn được. Chứ còn để vậy thì mình thấy không ổn cho lắm, làm được một ít nữa bạn ơi, tuy là không hoàn toàn, nói chung là tuy là không được nhiều lắm, nhưng mà thôi kệ đi, bây giờ mình sẽ gọi là chặt một ít gỗ bạn ơi, chặt một ít cây nha. Mình chặt cho được bao lâu chân bạn ơi, thì cái cây nó nói chung là cái cây ghiều của mình nó hư luôn rồi,
đó. Thì cái ghèo đó thì nó cũng gần hư rồi, cho nên đặt chặt là cuốn chút cái nó hư luôn rồi đó. Rồi bây giờ mình sẽ là chỉnh sửa cái máy phàm mình lại một chút, nó chỉnh lại như thế này rồi xong rồi đó. Bây giờ thì hôm nay là ngày 6, mình đi ngủ giấc này sẽ ra được, sẽ qua ngày 7. Nếu mà mình qua ngày thứ bảy thì mình sẽ có thể là mình sẽ dành 2 ngày để mà mình khám đá đi. Mình sẽ có thể là mình sẽ làm cho mình là một cái áo giáp sắt để bạc đây đó, để mà gọi là phòng thủ trước tụi này, chứ tụi này nó ghê quá. Tụi này nó ghê quá bạn ơi, mình không thể nào mà mình chơi lại tụi nó được nếu như mà mình không có đồ xịn đó. Chúng ta đã có được một cái áo giáp sắt rồi nha. Đây mình sẽ nung cái này lên đi, đúng rồi, mình sẽ nung cái này lên để mà mình sẽ lấy than để mà mình làm đuốc. What the fuck, cái gì vậy? The hell, tại sao vẫn spawn cái con quỷ đó? Nani giỡn mặt với nhau ba? Oh my god, trời mẹ ơi, chết rồi chết rồi chết rồi. Kiểu này mình phải thu hẹp này lại thôi bạn ơi, mình phải thu hẹp cái hàng rào mình lại, nếu không là tụi nó sẽ spawn ra hoài luôn. Chỗ này thì mình chỉ có nước là đi ăn cám rồi bạn ơi. Giờ mình phải chặt hết cái đống cây này cái đã. Thì mình vừa quay qua quay lại thì cái con mà xà lông mà bự nó mất tiêu rồi, thì mình không biết là nó đi đâu rồi, nhưng mà chắc mình nghĩ là nó bị despawn nữa. Vậy thì mình nghĩ là mình sẽ mà nó sao ta, mình sẽ cắm đuốc thử xem nè. Thì mình nói chung là bây giờ mình đang cố gắng nấu cây làm than để mà làm đuốc các bạn. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cố gắng mình cắm đuốc thử xem là nó có spawn ra hay không nè. Mà theo như mình biết đó là cái con xà lam á, không cả, nói chung là ha, là cho dù mình cắm đuốc thì nó vẫn spawn bình thường mà đó. Cho nên là bây giờ mình nghĩ là mình sẽ thử cắm đuốc ở trong cái chỗ này của coi cho mình thấy. Là các bạn ơi, thôi xong rồi, tụi nó vẫn spawn đây bình thường đó 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 đó, đó. Bạn thấy là cái con nó vừa mới spawn ra bình thường luôn bạn, và thậm chí có một con spawn ra nó phá ruộng mình luôn bạn. Nhưng mà không sao, mình nghĩ là mình có cách mà, không, mình có cách rồi bạn. Mình sẽ vẫn giữ nguyên như vậy, nhưng mà mình sẽ chắn ngang một đường như thế này đó, còn cái phần bên đó mình sẽ lót slab bạn. Có một em đang kiếm chuyện mình trong lúc mà mình đang gọi người ta trồng cây các bạn đó. Chết đi chết nha. Rồi bây giờ trồng cây tiếp nè. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện kế hoạch của mình, đó là mình lót slab nha. Mà muốn lót slab thì mình phải có đá, đá mình cần farm bạn ơi. Thì bây giờ là ngày số 8 rồi đó. Ngày thứ 8 là mình sẽ farm đá tới ngày 10 nha đó. Mình sẽ bỏ thời gian tổng cộng là 10 nha, là 2 ngày để mà farm đá nha đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ làm cho mình cuốc bạn đó. Bây giờ là tổng cộng 4 cái à. Kệ đi bạn, có bao nhiêu farm bấy nhiêu đi. Mình sẽ cất một số thứ gọi là linh ta linh tinh vô bạn. Rồi rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình farm nha. Đây đó, chỉnh lại cái này mình sẽ bấm enter, còn cái này mình sẽ bấm nút bay. Bây giờ mình sẽ ấn nút bay nha bạn, ấn nút bay thì nó sẽ đào như này đó. Ok bạn ơi, nhà mình bây giờ nó ồn quá trời luôn. Thì tại giờ nhà mình đã ăn cơm bây giờ thằng nó hơi ồn, cho nên là bây giờ mình sẽ, trời đất, cái trời con này tao chính là tao giỡn mặt cho mày hả? Trời má ơi, nó phá cái bụng của tôi. Ở nhà mình giờ nó ồn quá cho nên ra thôi, mình sẽ ngưng một xíu sau đó mình quay tiếp. Bye bye bạn.